Nhắc đến các cuộc đại chiến nổi danh thời Trung Hoa xưa thì chắc chắn là các tín đồ của Tam Quốc không thể bỏ qua được trận Xích Bích. Nó không chỉ là một cuộc chiến lớn nhất thể hiện tài năng của các tướng tài mà nó còn có ý nghĩa quyết định đến cục diện thời Tam Quốc. Chuyện chẳng là vào khoảng cuối thế kỷ thứ 2, triều đình nhà Đông Hán đang rơi vào một thời kỳ khủng hoảng và có nguy cơ sắp toang. Vị vua lúc bấy giờ là Hán Hiến Đế, tuy ngồi trên ghế dát vàng được ngót nghét 30 năm, nhưng thực chất thì chẳng khác gì chú bù nhìn khi không có quyền lực và cũng chẳng kiểm soát được tình hình thế sự. Thay vào đó, tất cả quyền lực ấy được chia đều cho các chư hầu trên khắp Trung Hoa. Trong đó, cái tên máu mặt nhất và cũng là kẻ tham vọng nhất phải nói đến là Tào Tháo. Nhờ vào việc hỗ trợ dựng lại triều đình cho Hán Hiến Đế và thống nhất Bình Nguyên Hoa Bắc, Tào được vua tin tưởng và phong làm thừa tướng, đồng nghĩa với việc y sẽ là người trực tiếp nắm quyền điều hành trong triều đình. Còn các thế lực khác, tuy tiếng nói không bằng Tào nhưng cũng thuộc vào top, không phải dạng vừa đâu. Có thể kể đến như là Lưu Biểu và Lưu Bị là hai tông thất chính thống của nhà Hán đang cùng một phe, hay là Tôn Quyền, người bấy giờ đang là thủ lĩnh Giang Đông, hoặc là Lưu Trương, thứ sử Ích Châu, Dương Lỗ, thủ lĩnh Hán Trung. Lại nói về cái anh Tào Tháo, tới năm 207, Tào đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất biên giới phía Bắc và đang chuẩn bị kế hoạch nhai đầu nốt mấy ông chư hầu phương Nam để tiến hành thống lĩnh thiên hạ. Theo như kế hoạch thì Tào sẽ bắt đầu hành động ở vùng đất hai bên bờ sông Trường Giang thuộc thành Kinh Châu. Bởi muốn thống nhất đất đai nhà Hán thì phải kiểm soát được phần đường thủy nằm ở giữa sông Trường Giang cũng như cảng Giang Lăng để tạo bàn đạp tiến xuống vùng Giang Nam. Tuy nhiên, để đạt được mưu đồ này thì trước mắt quân của Tào phải tiêu diệt được hai chư hầu chính trong vùng. Người thứ nhất là Lưu Biểu với sự hỗ trợ đắc lực của Lưu Bị, đồng thời cũng là một lực lượng chiếm giữ phần lớn lãnh thổ phía Nam. Người thứ hai là Tôn Quyền, hiện đang kiểm soát phần đất phía Đông Hán và toàn bộ phía Đông Nam của vùng. Và đương nhiên là Tào biết mình sắp phải đối mặt với những gì. Thế nhưng thực tế mà nói, quân Tào đông hơn, quân Tào mạnh hơn nên chẳng có gì để mà sợ với sệt. Vậy là sau khi chuẩn bị các khâu hậu cần, các kế sách giao chiến thì tới tháng 8 năm 208, Tào Tháo dẫn hơn 80 vạn quân Nam tiến đi tìm con đường thống nhất đất nước. Bước đầu thực hiện chiến dịch của Tào khá thuận lợi, đặc biệt là khi Lưu Biểu lâm bệnh nặng, còn quân đội ở Kinh Châu của Biểu thì gần như mệt mỏi sau những lần xung đột trước đó với bên Tôn Quyền. Vài tuần sau thì Lưu Biểu cũng đi theo ông bà ở dưới kia, cuộc chiến tranh giành thừa kế giữa hai con trai Biểu cũng đi đến hồi gay cấn và rồi người chiến thắng gọi tên Lưu Tông, người con trai thứ của ông. Tuy nhiên, Lưu Tông lại là một kẻ chưa đánh đã sợ, thấy Tào tiến vào Kinh Châu là sợ mất mật, liền đem quân ra hàng ngay tức khắc. Thế là Tào Tháo chưa kịp làm gì đã có ngay được quyền kiểm soát Giang Lăng, đồng thời dễ dàng tăng cường lực lượng thủy quân dày dặn kinh nghiệm để đem đi chiến đấu ở Kinh Châu. Lúc này Lưu Bị ở Kinh Châu thấy thành bị cướp một cách dễ dàng, bèn tập hợp lực lượng để đánh lại quân Tào. Song với lực lượng hùng hậu mà Tào đã chuẩn bị thì quân đội leo teo của Bị có khác nào lấy trứng mà chọi với đá. Chẳng cầm cự được bao lâu thì quân của Bị đã bị đội kỵ binh tinh nhuệ của Tào đánh cho tan tác. Sau đó, Lưu Bị cũng cùng tàn quân của mình rút về phía Hạ Khẩu và tìm cách tính kế cho những trận sau. Lúc này thì quân sư phía nhà Bị là Gia Cát Lượng đã hiến kế cho Bị là liên minh với Tôn Quyền bên Đông Ngô để gấp đôi sức mạnh. Bị sau khi nghe cũng thấy ưng cái bụng, liền cử ngay Lượng sang bên Đông Ngô thương lượng. Và đương nhiên là với cái miệng nhanh nhẩu của Lượng thì ông đã thành công đem về cho Bị bản hợp đồng ký kết hợp tác với nhà Đông Ngô. Vậy là cuộc chiến bây giờ trở thành cuộc giao đấu giữa một bên là liên minh Tôn Lưu và một bên là lực lượng hùng mạnh của Tào Tháo đã tạo nên đại chiến Xích Bích vang danh thiên cổ. Khi ấy, quân của Tào Tháo nghe phong phanh đâu đó khoảng hơn 80 vạn quân, nhưng thực chất theo như bên liên minh tính toán thì chỉ có khoảng 26 vạn quân, số còn lại đều là những thành phần mà Tào chưa thực sự tin tưởng nên để ở nhà cho đỡ làm hỏng chuyện. Còn bên kia, liên minh Tôn Lưu chỉ có khoảng 5 vạn quân. Mặc dù con số chênh lệch khá lớn, thế nhưng bù lại thì trong khi quân Tào không có quá nhiều kinh nghiệm thủy chiến thì bên liên minh lại tập hợp những chiến binh mạnh và dày dặn kinh nghiệm giao chiến sông nước, lại cộng thêm việc họ được chỉ huy bởi những tướng quân và các quân sư đỉnh của chóp, cho nên ban đầu không thể tính ra được bên nào mạnh hơn bên nào. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, liên minh Tôn Lưu đã ngược dòng Trường Giang từ Hán Khẩu, Phàn Khẩu tới Xích Bích để đọ sức với quân của Tào. Trong trận thủy chiến này,
quân của Tào khổ nỗi lại toàn mấy ông lính mắc cái bệnh say sóng nên chẳng có mấy người có tinh thần chiến đấu, lại thêm với cuộc hành quân kéo dài từ Bắc xuống Nam đã khiến cho họ mất hết sức lực. Vậy là so về phần thể lực, quân Tào không thể giành được lợi thế ngay từ những trận đầu và buộc phải lui về đóng quân ở Ô Lâm, nằm ở phía bắc sông Trường Giang. Ở phía bên này, quân sư của Lưu Bị là Gia Cát Lượng dựa vào tài tính toán như thần của mình đã nhẩm ra được. Sắp tới, trên sông Trường Giang sẽ phủ đầy sương mù. Vậy là Lượng tức tốc cho người chuẩn bị sẵn 12 chiếc thuyền nhỏ chở đầy cỏ được kết thành hình nộm. Đến ngày giao chiến, liền cho quân lính điều khiển thuyền nhỏ thẳng tiến về trại quân của Tào. Vừa treo thuyền, vừa trống rong cờ mở, gieo hò ầm ĩ để thu hút sự chú ý của Tào. Bên Tào nghe thấy thì khẩn trương hành động, nhưng vì hôm đó trên sông sương mù dày đặc nên quân Tào không thể nhìn ra được người trên thuyền địch chỉ là hình nộm. Thế là không chần chừ tính toán, Tào cho quân phóng tên tới tấp về phía đối phương, và đương nhiên là màn mưa tên này chẳng có ích gì bởi những mũi tên phóng đến đều cắm chi chít trên những hình nộm bằng cỏ. Cho tới khi trời tảng sáng, sương mù tan bớt, Lượng mới cho người đi thu lại 10 vạn mũi tên của bên Tào. Vậy là chẳng cần tốn công tốn sức, chỉ cần một kế nhỏ là bên liên minh đã thành công có thêm vũ khí cho mình, đã thế lại là còn số lượng rất lớn. Tào Tháo sau khi biết mình mắc mưu của Lượng thì cũng cay lắm, cho nên y đã quyết tâm dồn hết lực lượng để đánh một trận ra trò, vừa để đẩy nhanh quá trình chinh phạt, vừa để trả thù cho những cú lừa mà mình vừa ăn phải. Nhưng trước khi ra chiến, để giảm sự trong tranh của thuyền, giúp các binh lính vững vàng hơn trước khi say sóng, thì Tào ra lệnh dùng xích sắt để buộc chặt các thuyền lại với nhau. Cứ tưởng đó là một sáng kiến, nhưng ai mà ngờ được, đây chính là một tối kiến, một quyết định ngu dốt nhất trong cuộc đời cầm quân của Tào Tháo. Bởi ở bên liên minh, sau khi quan sát được động thái này của Tào, tướng Chu Du và quân sư Gia Cát Lượng đã nghĩ ra kế hỏa công. Họ cho sử dụng những chiếc thuyền chở đầy những vật liệu dễ cháy làm mồi lửa, và khi đội quân của Tào kéo đến giữa sông thì bên liên minh bắt đầu châm lửa lên những chiếc thuyền mồi, lại thêm hướng gió thuận lợi đẩy những chiếc hỏa thuyền lao thẳng vào hạm đội của Tào. Vậy là trong điều kiện gió lớn, dễ bắt lửa mà thuyền của Tào lại bị xích hết lại với nhau. Kết quả là các thuyền chiến của Tào nhanh chóng bắt lửa, khiến các binh mã nếu không chết cháy trên thuyền thì cũng chết đuối dưới sông. Cảnh tượng chết chóc tan tác không khác gì ngày tận thế. Nhưng nào đã hết đâu, trong lúc quân Tào đang hoảng hốt tìm cách dập đám cháy thì liên minh Tôn Lưu do tướng Chu Du dẫn đầu đã chiếm lĩnh trận địa và nhanh chóng chia cắt lực lượng của Tào Tháo. Rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tào buộc phải ra lệnh rút lui sau khi bị phá hủy phần lớn số chiến thuyền. Song khó khăn chất chồng khó khăn, trong lúc quân Tào rút lui thì cũng là lúc Chu Du và Lưu Bị không ngừng đuổi đánh cho tới tận Nam quận. Cuối cùng thiệt hại nặng nề khiến Tào Tháo phải rút về tận Nghiệp quân thì mới được an toàn mà thoát thân. Vậy là trận xích bích đã tìm ra được người thắng cuộc là liên minh Tôn Lưu, còn quân Tào sau khi đại bại đã không bao giờ còn đủ một đội quân thủy chiến lớn để tiến hành tiêu diệt hai đối thủ phương Nam. Thế là kết quả của trận xích bích này cũng đã bước đầu định hình cho thế chân vạc thời Tam Quốc của ba nước Tào Ngụy, Thục Hán và Đông Ngô. Sau đó sự chia cắt Bắc Nam của Trung Hoa cũng lần đầu được hình thành và kéo dài trong nhiều thế kỷ sau đó. Và đó là những diễn biến gay cấn trong cuộc đại chiến xích bích nổi danh hậu thế. Anh em có suy nghĩ như thế nào về cuộc chiến thời Tam Quốc này? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận bên dưới video nhé! Ngoài ra, nếu thích video này thì cũng đừng quên nhấn like, subscribe và chia sẻ video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo!